Xin chào quý vị và các bạn. Tạm biệt những ngày trời rét khô ở miền Bắc, từ hôm nay, thời tiết Bắc Bộ lại chuyển về trạng thái nhiều mây, âm u, sương mù và kéo dài gần như cả ngày lẫn đêm. Dự báo trạng thái sương mù ẩm cao này còn kéo dài trong những ngày tới, vì ngay từ đêm nay sẽ có thêm một bộ phận không khí lạnh nữa tăng cường xuống nước ta. Đặc điểm của đợt tăng cường lần này vẫn là lệch về phía biển, nên lượng ẩm mà nó mang tới cho Bắc Bộ sẽ nhiều hơn. Vì thế, từ khoảng đêm muộn trở đi, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa, mưa nhỏ và mưa phùn trộn lẫn. Nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở Bắc Bộ vẫn có sự phân hóa, ở khu vực vùng núi trong khoảng từ 13 cho đến 14 độ. Trong khi đó, ở Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 16 cho đến 18 độ. Nhiệt thấp lại cộng với mưa nhỏ, mưa phùn nên cảm giác sẽ khá rét. Sang đến ngày mai, do trời nhiều mây cả ngày và có lúc có mưa, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía Đông chỉ từ 19 cho đến 22 độ. Các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường không nhiều, nên nhiệt độ cao. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc vẫn có mức nhiệt từ 23 cho đến 25 độ. Dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, trong đêm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, trời chuyển nhiều mây hơn và mưa rải rác. Ngày mai, vùng mưa sẽ mở rộng tiếp tục xuống tới Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và cả Phú Yên, nhưng lượng nhỏ từ 1 cho đến 5mm. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở hầu khắp khu vực Trung Bộ đều không cao. Cụ thể, ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Huế vẫn ở mức từ 17 cho đến 18 độ, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi nhiệt độ từ 18 cho đến 21 độ, trời rét nhẹ. Trong khi đó, ở khu vực từ Bình Định cho tới Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng 22 cho đến 23 độ, trời cũng se lạnh. Ngày mai, do tác động của không khí lạnh nên mức nhiệt ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì ở ngưỡng 20 cho đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi nhiệt độ là từ 23 cho đến 26 độ. Riêng khu vực từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, ít chịu tác động của không khí lạnh, trời vẫn có nắng và vì thế nhiệt độ ở mức cao từ 27 cho đến 30 độ. Quá trình liên tục tăng cường của khí lạnh phía Bắc cũng sẽ tác động tới cả thời tiết ở phía Nam, khiến cho nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở Tây Nguyên và cả Nam Bộ đều giảm sâu. Dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 14 cho đến 17 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Đông của Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm xuống ngưỡng từ 19 cho đến 21 độ. Còn trong ngày mai, khi mặt trời lên, không khí lạnh được sưởi ấm nhanh, cường độ nắng mỗi giờ càng thêm mạnh, khiến cho nền nhiệt ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng dần. Cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ tăng lên và dao động ở mức 29 cho đến 32 độ. Ở Nam Bộ là từ 33 cho đến 36 độ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay, ngày mai, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh, không an toàn cho các hoạt động đánh bắt trên khu vực này. Như vậy là thời tiết trên cả nước đang có sự khác biệt. Khu vực Đông Bắc Bộ trở vào cho tới Phú Yên, trời nhiều mây, âm u và mưa lạnh. Trái lại, khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho tới Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong ngày lại nắng mạnh và khô nóng. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận trở xuống đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Còn vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1 và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông và vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa và khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Dự kiến là tình trạng biển trên các vùng biển sẽ còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới. Sau đó, từ khoảng ngày Chủ nhật cuối tuần thì gió Đông Bắc bắt đầu có xu hướng giảm về cường độ trên hầu khắp các vùng biển của nước ta. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với phần dự báo thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ nói chung, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, sẽ có gió hướng Đông Bắc với cường độ đạt cấp 5 nên không gây biển động.
thời tiết cũng không có nhiều xáo trộn với mưa nhỏ chỉ xảy ra ở một vài nơi và không gây nhiều trở ngại cho các tàu thuyền lớn. Nằm xa hơn về phía nam nên dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay ngày mai, gió đông bắc cũng chỉ đạt mức là cấp 5. Tuy nhiên thì vùng biển ven bờ vẫn cần cảnh giác với mưa nhỏ về đêm và sáng, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Bình Thuận trở xuống đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc tại đây phổ biến có cường độ là khoảng cấp 6, cấp 7, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét nên tiếp tục gây trở ngại cho các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản gần bờ của bà con ngư dân. Dự báo là gió đông bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên vùng biển này trong phạm vi 2 đến 3 ngày tới, nên bà con nên hạn chế đánh bắt hải sản để đảm bảo an toàn. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió đông bắc chỉ đạt ở mức là cấp 4, cấp 5, nên tình trạng biển không động, sóng cao dưới 2 mét, thời tiết không có nhiều xáo trộn với mưa ít, nên nhìn chung ít gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và bà con có sự chuẩn bị tốt cho hành trình ra vào đảo trong ngày hôm nay và ngày mai.